Châu, mình là một Q4Ser. Hôm nay là ngày khai trương, mình tới đây và mình thấy không gian rất là đẹp. Có nến thơm, có mỹ phẩm hữu cơ và có lõi lọc nước. Thì đây là một không gian rất là xinh xắn và thoải mái cũng như là gần gũi để cho các bạn có thể đến để trải nghiệm sản phẩm một cách chân thực nhất. Xin chào mọi người, mình là Hằng. Hôm nay mình rất là vui khi được đến tham dự buổi khai trương của Naturo Lace. Không gian xung quanh mình thấy rất là xinh đẹp, dễ thương, tạo cho mình một cảm giác thật sự là thoải mái, nhẹ nhàng. Dung được hân hạnh đến khai trương Q4S Group. Các bạn có thể tới đây để mà cùng chung vui với Q4S Group với một cái không gian rất là dễ thương, xinh xắn. Chào tất cả mọi người, mình là Sang, mình là W4SE. Hôm nay mình có tới tham dự buổi lễ khai trương của văn phòng W4S tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hôm nay thì mọi người tới đây tham dự rất là đông. Mọi người có thể trải nghiệm từ nến thơm, các sản phẩm trang trí giống như là cho xe hơi hoặc là mỹ phẩm của Natura Classe. Chào tất cả mọi người, mình là Dung, là một thành viên của W4S Group. Hôm nay mình rất vui khi được đến dự buổi khai trương của W4S Group và là một cơ hội để mình được gặp gỡ các thành viên trong nhóm. Mình cảm nhận được là không gian ở đây rất là dễ thương, rộng rãi và ấm cúng. Rằng trong tương lai Natural Lace sẽ phát triển mạnh hơn nữa, mở thêm thật là nhiều showroom hơn nữa để chị em phụ nữ mình có nơi để đến để làm đẹp. Hy vọng là Q4S Group có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Q4S là một ngôi nhà để cho chúng mình có thể trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ. Và nhân ngày khai trương thì mình chúc Q4S và các thương hiệu Natural Lace, lõi lọc nước và nến Yankee Candle sẽ ngày càng phát triển hơn và ngày càng tạo ra giá trị cho mọi người. Chúc cho W4S Group sẽ ngày càng vươn xa và phát triển hơn nữa trong tương lai.
chào, mình là Mai, là bạn thân của Vi Lâm và Phương Cao, những nhà sáng lập của WeFest Group. Mình đã chứng kiến và theo suốt hành trình ngay từ những ngày khởi đầu của WeFest Group cho đến ngày hôm nay. Và mình thật sự rất là vui mừng, rất là phấn khởi cho sự thành công trong một thời gian ngắn như vậy của WeFest Group. Hôm nay nhân dịp khai trương tòa nhà cũng như showroom của WeFest Group và Naturace thì mình xin chúc mừng hai bạn đã trải qua một cái hành trình và hy vọng rằng đây sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp, sẽ là một bước tiến xa hơn nữa và chúc cho WeFest Group sẽ càng ngày càng thành công hơn trong những cái sứ mệnh mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho phụ nữ và cũng như tâm huyết tình yêu của mọi người dành cho cộng đồng WeFest Group sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa, mang lại giá trị nhiều hơn nữa cho những phụ nữ hiện đại 4.0 trong cộng đồng kinh doanh WeFest Group. Ngày hôm nay Vi và Phương rất là vui khi có được sự đồng hành cũng như là ủng hộ từ gia đình, từ các anh chị em, bạn bè thân thiết, cũng như đặc biệt nhất đấy là các bạn W4Sers, những thành viên của W4S Group từ những ngày đầu tiên. W4S Group Building là một khởi đầu mới cho W4S Group trong quá trình phát triển trong tương lai, nhằm mục tiêu đó là luôn luôn đem lại một nền tảng chuyên nghiệp, một nền tảng vững chắc dành cho các bạn W4S, không chỉ kinh doanh mà phát triển bản thân mình, đem lại những giá trị tốt cho xã hội và đưa đi đến những cái tầm cao mới. Mong rằng W4S Group Building sẽ là một trong những ngôi nhà của các bạn để các bạn có thể đến đây tìm hiểu cái cơ hội cho cuộc sống của mình cũng như là cơ hội để phát triển chính bản thân mình, trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Sau một thời gian dài vận hành WeFirst Group, tiềm năng của thị trường, tình cảm của các WeFirster là động lực to lớn để team vận hành dành tất cả tình yêu và nỗ lực để tiến đến cái thành quả ngày hôm nay. Đó là khai trương WeFirst Group Building với rất là nhiều không gian, showroom và lounge tiếp khách và gặp gỡ với các thành viên khu training cũng như là studio và khối văn phòng. Đây chính là cái cột mốc đầu tiên của WeFirst Group trên cái hành trình giá trị, tạo ra giá trị với cái giấc mơ là nuôi dưỡng một cái cộng đồng tích cực, hạnh phúc, yêu thích phát triển bản thân, yêu thích kinh doanh và độc lập và tự chủ về tài chính. Và Vi tin rằng WeFirst sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh doanh đến với các thành viên mà WeFirst kết nối với lại các thương hiệu uy tín thông qua cái chuỗi hoạt động đồng hành và dẫn dắt giúp phát triển bản thân, phát triển cá nhân.